Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. À, trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng sale giảm giá 2 cặp loa, mỗi cặp giảm 500 ngàn. Đó là mẫu loa 4.2 series 2 vỏ vàng và mẫu loa 601 series 2. Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn, sau đó chúng ta sẽ cùng test một đoạn âm thanh. Quý vị và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn để nhận ngay các video mới nhất cập nhật liên tục vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Mọi nhu cầu mua sắm, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Trước mắt quý vị và các bạn là mẫu loa bầu 601 series 2 hàng Mỹ. 601 series 2 là mẫu loa gần như đỉnh cao của thương hiệu bầu đến từ Mỹ, chỉ đứng sau mẫu 601 series 3. Đây là e căng của loa. Cặp loa vừa cập nhật ngày hôm nay tại shop. E căng bằng lưới vải bố. Màu e căng còn rất đẹp. Rất nhiều anh em tưởng rằng là chỗ này bị bạc, nhưng trên thực tế cặp loa nào đẹp thì nó mới còn lại như vậy, zin của hãng là như vậy. Chính giữa khu này là màu vàng và xích lên trên là màu đen và xích xuống dưới là màu đen. 601 series 2 hàng Mỹ được cấu tạo dạng loa thùng, hai loa bát loại 20 cm, một cái phía trước và một cái chạch phía trên, bốn loa chép giấy loại 8 cm. Bộ lọc được trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simili màu vàng, vân gỗ rất đẹp. Thì Dũng sẽ quay chi tiết để quý vị và các bạn ngắm nghía về độ đẹp của sản phẩm này. 601 series 2 hàng được sản xuất tại Mỹ. Loa này có trở kháng là 8 ohm, công suất là 250W trên một thùng, rất mạnh mẽ. Mẫu loa này phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian lớn tầm trên dưới 40m2. Các anh em có các không gian lớn hơn 70-80m2 thì không nên sử dụng mẫu loa này, nó không phù hợp. 601 series 2, quý vị và các bạn hoàn toàn có thể phối ghép vào các dòng âm ly như của Denon 880D, 890D, các dòng Denon 2000, 2 la mã, 3 la mã, 4 la mã hoặc cao hơn. Quý vị và các bạn cũng có thể phối ghép vào các dòng âm ly của Sansui như là G6000, G7000, G8000, vân vân. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể phối ghép vào các dòng Man Power của Mỹ, có công suất ngõ ra tầm 300W trên một kênh là vừa, tiếng của nó rất tốt. Nhìn chung đây là một cặp loa rất dễ phối ghép. Mức giá của cặp loa này thông thường Tiến Dũng phục vụ là 34.500.000. Và trong video này Tiến Dũng giảm 500.000, mức giá chỉ còn lại 34.000.000. Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc, quý vị và các bạn có thể đặt cọc trước 20%. Và các hình thức đặt cọc thu hộ tiền COD thì Tiến Dũng sẽ không bao phí ship. Quý vị và các bạn lưu ý. Ở đây là một cặp loa nữa nằm trong chương trình sale giảm giá của ngày hôm nay. Đó là mẫu loa bầu 4.2 series 2 là một mẫu loa cao cấp dạng loa nằm của thương hiệu Bow. Có thể nói là nó cao cấp nhất trong các dòng loa nằm, bao gồm từ 201, 301, series 2345. Mẫu loa này sử dụng một loa bass loại 20 cm và hai loa chép giấy loại 8 cm. Bộ lọc cũng được trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Loa hàng của Mỹ và sản xuất chính hãng tại Mexico. Loa này có công suất cực đại là 150W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Mẫu loa này phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình cho các không gian tầm dưới 30m2. Các anh em có các không gian lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng 2 cặp. Mức giá của cặp loa này thông thường Tiến Dũng phục vụ là 17.500.000. Và trong video này Tiến Dũng cũng giảm 500.000, mức giá chỉ còn lại 17.000.000 chẵn. Mức giá làng của cặp loa này khoảng từ 17 năm cho đến 18 đối với hàng bãi. Thế còn đối với các dòng hàng bờ, hàng đã qua sử dụng tại Việt Nam lâu ngày, không được đẹp thì mức giá sẽ rẻ hơn đáng kể, rẻ hơn tầm vài triệu. Phía trên này là một mẫu loa nữa của thương hiệu Bow, đó là 301 series 3 vỏ vàng, mức giá 16 năm. Đằng sau của cặp này là 901 series 4, mức giá Tiến Dũng đang sale chỉ còn lại 17.000.000. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai chiếc âm ly của thương hiệu Denon. Đó là chiếc 890DG bản một dòng điện.
890G DG bản một dòng điện thì đó là hàng bãi từ Nhật về. Quý vị và các bạn đều biết là với các dòng 890D thì có hai bản, bản hai dòng điện là bản hàng thông du nhập vào Việt Nam từ những năm 90 mấy. Và đối với hàng bãi nội địa Nhật thì nó chỉ sử dụng một dòng điện. Và bản một dòng điện thì âm thanh tốt hơn, độ mới mới hơn và máy có giá trị cao hơn đáng kể so với các dòng hai dòng điện. Thế này tình trạng hàng bãi về đẹp. Zin. Rắc AV kết nối còn sáng choang. Vỏ gỗ rất đẹp. Với chiếc âm ly này mức giá thông thường thì giúp phục vụ là 25 triệu và chiếc này về có bị chảy một vài vết rất nhỏ ở trên cạnh trên này. Rất nhỏ ở đây, chúng ta nhìn tinh mắt sẽ thấy. Chỉ cạnh trên này thôi, còn mặt tiền thì nó không có vấn đề gì hết. Tiến Dũng giảm 1 triệu cho lỗi này, mức giá chỉ còn lại 24 triệu. Sản phẩm Tiến Dũng sẽ bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Đối với các dòng hàng sản phẩm có tem chứng ở đây, tức là dòng hàng có hai dòng điện thì mức giá nó rẻ hơn đáng kể, chỉ khoảng 17-18 triệu. Quý vị và các bạn lưu ý về việc này. Phía bên đây là một chiếc âm ly nữa của thương hiệu Đàn Ông, dòng Super Audio. Đó là Đàn Ông PMA2000 3 la mã. Chiếc này điện 100V, công suất nguồn là 275W. Máy sử dụng 4 sò MOSFET, công nghệ Ultra High MOS độc quyền của Đàn Ông. Jack kết nối còn sáng choang, rất đẹp. Mức giá của chiếc này là 19 triệu. Phía trên này là một chiếc Man Power, anh em thường gọi là chiếc cục đẩy công suất. Đó là chiếc EV. EV được viết tắt bởi chữ Electrovoy. Model CPS2. Chiếc này hàng của Mỹ, dòng Professional, sử dụng 20 sò sắt. Màu của nó màu xanh xám, rất đẹp. Chiếc này hàng Mỹ, sử dụng điện 100V và công suất nguồn là 870W. Công suất ngõ ra loa ở trở kháng 4 ohm là 600W và ở trở kháng 8 ohm là 400W. Với chiếc này quý vị và các bạn hoàn toàn có thể phối ghép vào các dòng men, phối ghép vào các dòng loa full tầm bass 40cm đổ lại. Các dòng loa bow kiểu như 7-1, 2 lỗ hơi, 7-1, 1 lỗ hơi, các dòng 6-1, series 2, series 3 thì chiếc này có thể kéo được cùng một lúc 2 cặp, chơi rất thoải mái. Mức giá của chiếc CPS2 thương hiệu EV Electrovoy là 8,5 triệu. Quý vị và các bạn chỉ cần ghép thêm một chiếc vang vào nữa thôi là chúng ta có thể vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke. Phía bên đây là những chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao, đạt chuẩn Harrets Audio. Đây là những đầu giải mã DC chuyên nghiệp. Âm thanh của nó tốt hơn rất nhiều so với các đầu giải mã tích hợp như là đầu CD hay là đầu MD. Nếu như chúng ta so mức giá tầm tiền ngang nhau thì những đầu giải mã chuyên nghiệp sẽ cho âm thanh tốt hơn rất đáng kể. Và đặc biệt với những giải mã chuẩn Harrets Audio này, giải mã lên đến 32 bit nhạc DSD 512. Chúng ta cũng có thể nghe nhạc Harrets Audio với các sản phẩm này. Rất tiện lợi, chúng ta có thể kết nối với TV, với điện thoại, với máy tính để nghe nhạc và giải trí gia đình. Mức giá Tiến Dũng đang phục vụ các sản phẩm này dao động từ 3,4 triệu cho đến 20 triệu một cái. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Quý vị và các bạn hãy nhớ đón xem video của Tiến Dũng được cập nhật liên tục vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày và 7 giờ tối hàng ngày. Ngoài ra chúng ta còn có thể tham khảo hai kênh nữa của Tiến Dũng, đó là kênh Facebook Tiến Dũng Audio Sài Gòn và kênh website chính thức tiendungaudio.com. Chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc ngắn với Đàn Ông 890DG kết hợp với bầu 6-1 series 2. Một điều chỉ nhích là một chút thôi, nó sẽ rất mạnh. Thank you.
đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.